Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bật khiên bảo vệ trang cá nhân của chúng ta ở trên Facebook. Rất là đơn giản, chỉ cần các bạn làm theo mình sẽ thành công. Xin mời các bạn làm theo mình nhé. Facebook. Sau khi đó các bạn chọn cho mình là ba dấu gạch ngang ở trên cái màn hình tay phải. Đây là các bạn. Tiếp đến các bạn chọn cho mình là cài đặt quyền riêng tư. Tiếp đến là chọn cài đặt. Trong khi đó các bạn chọn cho mình là kiểm tra quyền riêng tư. Tiếp đến các bạn chọn cho mình là ai có thể thấy nội dung bạn chia sẻ. Các bạn chọn vào đó. Các bạn chọn cho mình là tiếp tục. Ở đây thì các bạn chọn cho mình là chữ tiếp. Ở đây á, các bạn chọn cho mình là bài viết trong tương lai này các bạn. Các bạn chọn cho mình là hành bạn bè cho mình. Ở tin này các bạn cũng chọn cho mình là hành bạn bè luôn. Để chúng ta giúp bảo mật Facebook chúng ta an toàn hơn, tránh bị người khác xem lén. Sau khi các bạn chọn chỉnh bạn bè hết, các bạn bấm quay lại cho mình. Các bạn chọn cho mình chữ tiếp ở dưới góc màn hình tay phải. Các bạn chọn tiếp cái nữa. Đây mình sẽ hót ra các bạn. Mình đã xong bước 1 ha các bạn. Mình sẽ vào trang cá nhân của mình xem thử. Mình sẽ lấy một cái nick Facebook khác để xem cái nick Facebook mà mình vừa cài đặt. Cô có xem được trang cá nhân của họ không? Thì bây giờ là bạn bè, mình có thể xem được ảnh đại diện và các trạng thái của họ đã đăng. Bây giờ mình sẽ gửi bạn bè. Mình kéo xuống này các bạn, ở dưới đây nè, không có bài viết nè. Đây ảnh bìa. Ảnh bìa thì của họ là để công khai nên mình không thấy được. Còn mấy bài viết của họ là để bạn bè nên mình không có xem được ha các bạn. Tới bước thứ hai mình sẽ bật khiên bảo vệ trang cá nhân cho lên. Các bạn vào cài đặt lại tiếp tục. Ba dấu gạch ngang ở trên góc màn hình tay phải. Chọn cho mình là cài đặt. Ở đây thì các bạn kéo xuống chọn cho mình là khóa bảo vệ trang cá nhân nha. Đây nè các bạn, đối tượng hiển thị chế độ nè, các bạn chọn đó. Sau đó các bạn phá trang cá nhân. Ok, bạn đã phá trang cá nhân của mình. Ok, mình đã bật xong phá bảo vệ trang cá nhân. Chúc cho các bạn làm thành công nhé. Đừng quên like, đăng ký, ủng hộ kênh mình. Chúc cho các bạn sớm làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.